Hello, cả nhà mình là Sushim đến từ shop Sushi và đường Nhật.com. Sorry cả nhà, mấy ngày nay em không có lên sóng cả nhà ha. Cũng do là Tết nhất cả nhà lu bu rồi. Mình vướng bận về cái chuyện hàng ở bển về rồi Tết ở bển đó cả nhà. Em ra là em không có lên sóng vài bữa thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cho cả nhà nha. Thì cũng mong cả nhà thông cảm nha. Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà cái mẫu Marantz CD kim DAC à cả nhà ha. CD mà nó kèm DAC thì nó mắc hơn cái CD thường rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì cả nhà mua một thứ mà mình được hai thứ ha cả nhà ha. Thì đây là một mẫu CD cao cấp nhất nhì của hãng ha cả nhà, nhất nhì, phải nói là nhất nhì. Nói về độ đa năng là đỉnh cao luôn ha cả nhà. Model là Marantz SA11S3 ha cả nhà. Thì con này thì nó đặc biệt hơn con 11S2. Con 11S1, 11S2 thì tới dòng 11S3 thì nó có giải mã ha cả nhà ha. Nó xài giải mã giống như là con N con Marantz NA14 vậy đó, NA11 vậy đó cả nhà. Cái em này thì cái giá xuất xưởng thì tầm khoảng 500 ngàn yên, 5.000 đô á cả nhà, khoảng khoảng đó. Nó được sản xuất vào năm 2013 ha cả nhà ha. Thì hình thức thì tương đối còn rất là đẹp. Thì đây là một cái dòng CD phải nói là đa tài nhất của, hầu như là đa tài nhất của hãng luôn ha cả nhà ha. Thậm chí đàn anh của nó là con 7S1 thì vẫn không được hãng ưu ái là có giải mã. Nhưng mà riêng là em này được hãng ưu ái là có giải mã ha cả nhà ha. Thì em này hôm nay lên sóng cho cả nhà thì về hình thức nói chung là còn khoảng 98-99% ha cả nhà, 98-99%. Về phần cơ chế hoạt động thì hoàn hảo ha cả nhà ha. Hoàn hảo thì nói chung là buông tay là đọc ha cả nhà. Dòng SA thì thường thì nó nhận đĩa lâu hơn những dòng khác là do nó phải nhận cái đĩa SA trước, nếu mà không phải là đĩa SA nó mới nhận đĩa CD. Thì về ngoại hình em này thì Marantz nó có một cái thiết kế truyền thống mà cả nhà. Thì về cái mặt phay ở đằng trước thì cơ bản là giống nhau. Nhưng mà những dòng cao cấp thì nó cái nắp của nó thường thì được làm nhôm nguyên khối ha cả nhà. Toàn thân nó được mạ đồng và hai bên ốp hông của nó thì nó là nhôm nguyên khối luôn ha cả nhà. Dòng cao cấp thì nó thiết kế đặc biệt hơn. Thì ở Việt Nam á cả nhà thì cái con này thì được bán tầm khoảng giá khoảng 140 triệu ha cả nhà, 140 triệu. Điện điện thì 220, được sản xuất cho thị trường châu Á. Nhưng mà riêng là em này là hàng bay từ bên Nhật về là điện 100V ha cả nhà ha. Thì ở đây nó có một cái điểm trừ ha cả nhà, điểm trừ là cái remote ha cả nhà. Catalog và remote. Nhưng mà cái remote của nó là remote thay thế ha cả nhà, cũng phay nhôm nhưng mà nó là remote thay thế. Bấm cũng full chức năng ha cả nhà ha. Đâm ra là đợt này thì cả nhà có cái giá siêu siêu tốt để sở hữu cái em này. Thì cái em 11S3 này không hiểu sao là ở thị trường Việt Nam của mình ha cả nhà ha. Rất rất hiếm, mình rất ít thấy anh em bán. Có thể là do cái giá của nó quá cao, ở bên Nhật nó quá cao. Ha cả nhà ha. Rồi, thì đây là một em CD kim giải mã. Thì em mời cả nhà coi sơ ngoại hình của em nó rồi em chỉ cho cả nhà cái điểm trừ của nó là như thế nào. Dây nguồn rất lớn ha cả nhà, dây nguồn của nó rất lớn, dây nguồn rất lớn. Mời cả nhà xem ngoại hình em nó nha. Hàng đẹp lung linh ha cả nhà ha. Hàng đẹp lung linh.
Em này nguyên zin từng con ốc ha cả nhà ha. Rồi, nó bị một cái điểm trừ này nè. Em chỉ cho cả nhà luôn, em quay vậy là cả nhà cũng thấy luôn nè, cả nhà thấy cái chỗ này không? Đó. Chỉ một cái bị điểm trừ duy nhất là chỗ này, có thể là nó do nhiều khi người ta để cái vật gì nó có một cái chấm không cả nhà? Cả nhà thấy một cái chấm không? Đó, một cái chấm chày rồi, nó bị một cái điểm trừ đó rồi. Giờ em để xa ra nè. Là cả nhà không 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 thấy luôn. Không, rồi. Còn lại là hoàn hảo ha cả nhà ha. Toàn thân được mạ đồng ha cả nhà. Cái này là cái lớp mạ đồng của nó nha. Ống ánh luôn ha cả nhà ha. Em này điện 100V ha cả nhà, điện 100V tại vì em này bay từ bên Nhật về. Ở đây là cổng giải mã ha, cổng Coaxial ha cả nhà. Rồi, cổng Optical. Đây. Coaxial, Optical, cổng USB. Ha, cái này là những cái đường giải mã vô nè, cả nhà chơi từ TV xuống nè. Ha, còn cái này là đường Digital Output nè. Hai cái đường này thì mình không xài. Rồi, ở đây là giắc cắm ba lăng ha cả nhà. Đây là cổng ba lăng ở bên cổng analog ha cả nhà. Rồi, ở bên dưới là cổng ba lăng. Rồi, ngoại hình zin từ con ốc. Thì em này thì hoạt động hoàn hảo ha cả nhà. Em này là em về khoảng được hơn một tuần rồi. Em đã test rồi, em đã chơi rồi. Nó thiệt sự là hoàn hảo thì hôm nay em mới lên sóng. Và đặc biệt nha, cái giá cực kỳ tốt luôn ha cả nhà ha. Cực kỳ tốt cho một em CD Marantz 11S3. Một em CD mà đa tài nhất của hãng luôn ha cả nhà ha. Nói về chất âm thì đứng nhất nhì. À, chỉ dưới em 7S1 thôi. Đó, mà còn nói về khả năng mà gọi là giải mã thì là ok, em này được hãng ưu ái rất nhiều, ưu ái hơn cả em đàn anh của em nó ha cả nhà ha. Rồi thì bây giờ cả nhà cùng em soi ruột gan em nó như thế nào nha. Rồi thì đây là sau khi em tháo máy ha cả nhà ha. Đây là cái nắp em nó. Cả nhà thấy cái phay phay nhôm rất dày dặn ha. Phay nhôm cực kỳ dày dặn. Là chỉ có trong những cái dòng cao cấp thôi ha cả nhà ha. Chỉ có những cái dòng mà 11 đời 11 trở lên thì họ mới xài những cái phay nhôm dày dặn để ổn định cái đầu CD của mình. Thì về cơ bản thì cái em này có bề ngang khoảng 44 ha cả nhà. 44, chiều cao thì được khoảng gần 13. Thì độ sâu gần 42. Rồi, toàn thân em nó được mạ đồng ha cả nhà ha. Toàn thân được mạ đồng. Còn sáng giới ha cả nhà ha. Rồi thì em này á, nó được trang bị cái chip giải mã của Bull Rao ha cả nhà ha. Được trang bị cái chip giải mã đầu bảng luôn, đầu bảng của hãng luôn, thì nó cho cái khả năng mà giải mã tín hiệu kỹ thuật số nó tốt hơn những cái dòng tiền thân mà theo hãng công bố gấp 10 lần ha cả nhà. Thì con chip giải mã này thì tên là DSD 1792 ha cả nhà ha. 1792 chứ không phải 1794 ha. Thì cái con chip giải mã này nó cũng đang xài trong cái đầu giải mã cao cấp của hãng luôn là NA11 ha cả nhà ha. NA11. Thì đây là một cái đầu CD kim giải mã, cả nhà mua một được hai luôn với cái giá chỉ trên lệch một chút thôi ha cả nhà ha. Rồi, thì trước khi
Trước khi em mình vào test chất âm thì em xin thông báo cho cả nhà cái giá siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Tiết kiệm gần 100 triệu ha cả nhà ha, so với cái giá xuất xưởng của em nó. Rồi. Cái đầu này em bao zin nguyên bản 100%, hoạt động hoàn hảo, hình thức đẹp như mới ha cả nhà ha. Nó có một cái lỗi nhỏ là một cái chấm kim ở bên cái hông này. Nè đó bây giờ nè, em để về cả nhà sao nhìn thấy. Nhưng mà mình buôn bán công khai minh bạch ha cả nhà ha. Đồ lớn thì mình phải công khai. Đây, nó có một cái vết chày rất nhỏ ha cả nhà ha. Hầu như là đó. Hầu như là hả, mình nhìn kỹ mới thấy ha cả nhà, còn đẩy ra như vậy là khỏi thấy luôn. Đó, còn hình thức ruột gan thì em nó khỏi phải bàn ha cả nhà ha. Còn sáng giới ha cả nhà ha. Ốc vít nguyên zin. Rồi, mời cả nhà cùng em test chất cam em nó. Chất cam cực kỳ high-end ha cả nhà ha. Rồi, thì em đang ghép CD Marantz 11S3 với lại bộ rebound Ator ha cả nhà. Đánh với loa đời cao Ascotic Club Bolero. Rồi, mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm tương đối là high-end của em nó nha. Rồi, mời cả nhà. Thank you.
Rồi ha cả nhà ha, giá siêu đẹp.